Cúm gia cầm là một bệnh rất nguy hiểm, không chỉ đối với gia cầm mà còn với người nữa. Đã có một số người tử vong vì bệnh này. Vậy làm thế nào để phòng ngừa? Có một cách. Nếu bạn đã lỡ tiếp xúc trực tiếp với gia cầm và đang bị sốt hoặc có triệu chứng cúm, hãy báo với chính quyền địa phương và đến ngay trạm y tế gần nhất. Chung sức vì một Việt Nam không cúm gia cầm.